À, hôm nay đầu buổi thì chúng ta sẽ demo lại về cái phần bài tập ngày hôm qua nhé. À, ngày hôm qua thì chúng ta có nêu ra 4 yêu cầu bài tập. Một là làm bộ chữ, hai là logo nhà xuất bản giáo dục, ba là vòng âm dương, 4 là vòng tròn Olympic. Thế thì chữ thì thôi các bạn sẽ tự xử lý đó. Bây giờ về cái bài thứ hai là cái logo nhà xuất bản giáo dục thì chúng ta sẽ làm như sau. Về cơ sở thì nó sẽ là thành phần xuất phát ra từ cái vòng tròn, cho nên là chúng ta sẽ chọn công cụ tạo vòng tròn, sau đó thì giữ control để chúng ta vẽ ra vòng tròn. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta thu nó vào phía trong và chuột phải khi mà thấy là đạt được độ dày. À, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chọn cả hai vòng, sau đó thì sử dụng lệnh combine để chúng ta khoét cái lòng này ra và tạo thành ra một cái hình như thế này. À, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ ra một hình chữ nhật. Hình chữ nhật này nó sẽ có độ dày bằng cái tiết diện của cái vòng rỗng này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cả hai đối tượng và chúng ta nhấn C và E để gióng đều hàng trục ngang và trục dọc. À, sau khi mà chúng ta có cái hình này rồi, chúng ta sẽ chọn nó và giữ phím Control. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt lật nó sang phía bên trái và nhân bản, đồng thời lại chọn lại cái hình giữa và lật sang bên phải để nhân bản. Đến đây thì chúng ta sẽ có một cái hình vành khăn như thế này và ba hình chữ nhật giống hệt nhau về mặt kích thước nằm liền kề. Tôi sẽ sử dụng hình chữ nhật ở giữa cùng với hình vành khăn này và sử dụng lệnh Back Minus Front để chúng ta cắt đứt đôi cái vòng này ra. Sau đó thì tôi sẽ lần lượt thu các cái đối tượng này vào. Cái bên chữ G thì chúng ta sẽ thu từng đầu. Thế còn bên chữ D do chúng ta đã gióng ngay từ đầu là đồng tâm rồi, cho nên là chúng ta chỉ việc là giữ shift. Chúng ta kéo một đầu vào thì đầu kia nó sẽ tự động cũng co vào đúng như thế. À, đến đây thì chúng ta làm nốt cái công tác cuối cùng, đó là chọn tất cả các đối tượng hiện tại, sau đó thì chúng ta sử dụng lệnh Weld hàn nó vào thì chúng ta sẽ có cái logo xuất bản giáo dục ở phần chữ đấy. Mọi thứ rất là đơn giản, mọi thứ rất là cơ bản, nó chỉ có hình ellipse, hình chữ nhật đấy, và các lệnh gióng hàng, lệnh lật, lệnh cắt và lệnh hàn đấy thôi. Đây là bài đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến bài thứ hai. Bài thứ hai là hình âm dương. Hình âm dương thì nó sẽ có cái điểm giống nhau là tất cả các thành phần của nó đều là hình tròn. Đó, do đó thì chúng ta cũng bắt đầu bằng công cụ Ellipse. Nhấn giữ công cụ Ellipse, sau đó thì giữ Control và tôi sẽ vẽ ra một cái hình tròn như thế này. À, sau đó thì tôi sẽ tiến hành nhân bản. Chọn hình tròn lớn, sau đó thì nhấn dấu cộng ở bàn phím số để nhân bản nó lên. À, sau khi mà nhân bản lên thì tôi sẽ khóa cái phần lock ratio ở trên thanh property và tôi sẽ giảm cái tham số này xuống thành 50%. Khi 50% thì tôi sẽ có một cái vòng tròn con, nó có đường kính bằng một nửa so với vòng tròn lớn thôi. Tiếp tục thì tôi sẽ gióng hai cái hình này vào với nhau bằng lệnh T là tốt. Như vậy là một cái nó sẽ bám như thế nào. Đến đây tôi sẽ chọn cái vòng tròn này và lại nhấn cộng một lần nữa để nhân bản nó và lại gióng hàng nó với lại cái vòng tròn to, nhấn B để xuống đáy bottom. Tiếp tục lại chọn này, lại cộng tiếp. Lúc này thì tôi sẽ cho nó một tham số nhỏ hơn để thành cái vòng tròn con ở trong. Đó, ví dụ 25%. Thằng này cũng thế, cộng một cái để nhân bản và thu nó lại 25%, ví dụ như thế. Thế đến đây là chúng ta có 5 cái vòng tròn có cái
Xuất phát điểm đều từ cái vòng tròn to mà ra cả. Sau đó thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cái việc là cắt. Để mà cắt lấy một nửa cái vòng tròn to thì tôi sẽ thực hiện bằng cách như thế này. Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật. Tôi vẽ lấy một hình chữ nhật đã. Không cần quan tâm nó là kích thước bao nhiêu, nói tóm lại là nó rộng hơn so với lại áng chừng làm sao rộng hơn nửa cái vòng tròn này là được. Sau đó thì tôi sẽ giữ Ctrl, tôi lật nó sang bên này, chuột phải, vậy là tôi sẽ có hai hình chữ nhật có kích thước hoàn toàn bằng nhau. Hai hình này bây giờ tôi chọn và tôi group lại thì tạm thời nó sẽ coi như là một hình chữ nhật. Và hình này thì gồm có hai nửa bằng nhau. Bây giờ tôi lại dùng cái hình lớn này, Shift Path Down, đưa nó xuống dưới để cho tôi còn chọn được những cái đối tượng khác. Sau đó thì tôi gắn hàng nó với lại hình tròn to, chọn và nhấn C, E. Ok, đến đây thì là tôi chắc chắn rằng là mỗi một hình chữ nhật này nó đang nằm chiếm một nửa cái vòng tròn đó. Bây giờ tôi cần một hình chữ nhật thôi, mà đây đang là một group đó. Vậy tôi giữ Ctrl, tôi kích vào một hình chữ nhật nào đó, trái cũng được, phải cũng được. Như vậy là tôi chọn được riêng nó mà không cần phải tháo group ra. Đó, nhấn Delete, xóa đi. Vậy tôi chỉ còn lại một hình chữ nhật thôi. Và hình này nằm đúng, chia đôi cái hình tròn ra. Tiếp tục, tôi sẽ dùng cái này làm dao cắt. Và tôi cắt lấy một nửa cái hình tròn. Bây giờ tôi sẽ sử dụng lệnh Front Minus Back. Tại vì vừa nãy là tôi đưa cái hình chữ nhật xuống dưới rồi, cho nên tôi sẽ cắt như thế này. Hình chữ nhật không còn nữa. Lúc này tôi chỉ còn lại gì đây, một nửa hình tròn thôi. Tôi lại chọn nửa hình tròn này, tôi lật sang đây, chuột phải. Vậy tôi có hai nửa hình tròn bằng nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác là một hàm một cắt. Một hàm một cắt có nghĩa là thế nào? Tôi chọn lấy cái hình hình tròn nhỡ này, sau đó tôi sẽ tiến hành là cắt một bên và hàm một bên với lại hai cái nửa hình tròn to. Với hình bên này tôi sẽ sử dụng lệnh trim cắt. Với hình bên này tôi sẽ sử dụng lệnh hàm weld. Thực hiện tương tự như vậy với cái này. Vừa nãy đã cắt trái rồi, hàn phải. Vậy bây giờ thao tác sẽ là ngược lại, là cắt phải và hàn trái, trim bên phải và weld bên trái. Đến đây tôi đã có được cái hình âm dương. Lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành tô màu. Và đưa cái phần nhỏ này lên trên. Cuối cùng thì chúng ta chọn hết và hủy bỏ đường viền đi. Trường hợp này tôi không cần đường viền làm gì cả. Và nhấn Ctrl G, group lại. Như vậy là tôi đã có được cái hình âm dương. Tất cả cũng không có cái gì đi ngoài ra, tức là đi lệch ra khỏi những cái kiến thức mà chúng ta đã trao đổi. Đó. Vẽ hình edit như thế nào, giữ Ctrl để cho nó tròn như thế nào. Đó. Nhân bản bằng phím tắt như thế nào, gióng hàng như thế nào, sau đó thì lật như thế nào, group như thế nào, chọn một đối tượng mà không tháo group ra như thế nào, đưa các tầng thứ lên trên xuống dưới như thế nào, dùng đối tượng nào, cắt đối tượng nào, thì nó cũng vẫn nằm hoàn toàn ở trong cái phần mà chúng ta đã trao đổi với nhau. Vấn đề là tư duy, là làm cái gì trước, làm cái gì sau, chọn cái gì và không chọn cái gì. Ok, vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài thứ 3 đúng không? Bài thứ 4 thì liên quan tới cái hình vòng tròn Olympic ở trong cái cờ Olympic. Vòng tròn thì nó có 5 vòng tròn ở trong cờ tất cả. Nhưng mà thực ra thì chúng ta chỉ cần làm được 2 vòng thì 5 vòng cũng làm theo nguyên tắc đó thôi. Về yêu cầu thì chúng ta thấy là lồng hai cái vòng vào với nhau. Và do đó thì một vòng nó sẽ ở cái trạng thái vừa ở trên vừa ở dưới cái vòng kế cận. Về logic thì rõ ràng là không thể làm được việc đó, tại vì một đối tượng hoặc là nằm trên hoặc nằm dưới đối tượng khác. Tuy nhiên là chúng ta vẫn sẽ làm được cái đó nếu như mà chúng ta suy luận ra một cái cách hợp lý để đánh lừa mắt. Về mặt bản chất thì chắc chắn một vòng hoặc là nằm trên hoặc nằm dưới. Cho nên nếu như mà
chúng ta muốn để cho cái vòng dưới lại có một cái đoạn lại vòng lên, nằm lên trên cái vòng ở trên, thì chúng ta sẽ phải thực hiện một trong hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đặt thêm một cái đối tượng mới ở cái phần giao nhau giữa hai vòng và tô cái màu giống như là màu vòng dưới để giả lập rằng là ở riêng chỗ đấy nó vòng lên trên, nó vòng nó đè lên trên. Còn trường hợp thứ hai thì ở chỗ nào giao nhau giữa hai vòng thì thực ra là một cái vòng nó sẽ giao ở hai điểm, thế nhưng mà chúng ta sẽ cắt một điểm giao ra, chúng ta sẽ cắt thủng một điểm giao ra và cái điểm cắt đó nó thuộc về cái vòng bên trên. Như vậy là rõ ràng là một vòng vẫn nằm trên vòng kia, nhưng ở cái chỗ giao cắt bắt buộc đó thì cái vòng trên nó bị thủng ra và do đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái vòng bên dưới nó lộ ra qua chỗ đó, gây ra cảm giác, gây ra ảo giác là nó vòng lên trên. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Đầu tiên tôi chọn công cụ Ellipse, giữ Control để tôi vẽ ra một vòng tròn. Sau khi vẽ xong vòng tròn, tôi sẽ giữ Shift, tôi thu nó vào phía trong. Đến độ dày ưng ý rồi thì chuột phải để nhân bảng. Sau đó thì tôi sẽ chọn cả hai vòng này và lại thực hiện lệnh Combine để đưa nó về thành một vòng rỗng lòng thế này. Bây giờ tôi chọn cái vòng này, kéo nó sang bên và đồng thời là giữ Shift trong cái lúc tôi kéo để đảm bảo rằng là nó đi theo chiều ngang, không bị đánh võng lên xuống. Tiếp theo tôi tô cho nó một màu khác để phân biệt giữa hai vòng với nhau. Bây giờ các bạn đang nhìn thấy là một vòng xanh và một vòng đỏ đặt đè lên nhau. Trong đó thì vòng xanh thì nằm lên phía trên, còn vòng đỏ thì nằm ở phía dưới. Rõ ràng nếu tôi muốn thay đổi tầng thứ, tôi chọn cái này và Shift Back Down chẳng hạn, thì vòng đỏ lại lên trên hoàn toàn. Như vậy là kiểu gì một vòng cũng sẽ nằm hoàn toàn lên trên, chứ không có chuyện vừa lên trên vừa xuống dưới. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết như sau. Tôi sẽ chọn cái vòng đỏ ở phía dưới, copy. Sau đó thì tôi nhấn lệnh Ctrl V để tôi dán nó vào đúng tọa độ đó. Nhưng do nó là một đối tượng mới phát sinh nên nó sẽ nằm đè lên phía trên so với lại các vòng đã có đó. Thế thì cái vòng mới này nó lại nằm đè lên cái vòng này ở cả hai điểm. Thế thì bây giờ tôi sẽ giải quyết bằng cách là tôi sẽ chọn một hình nào bất kỳ để tôi sẽ cắt một nửa cái này ra. Sau khi cắt xong thì tôi có một nửa vòng này thôi, đúng không? Và nếu bức cái nửa vòng này mà tất cả bọn này chúng ta không tô đường viền nữa thì có nhìn ra được là nó lắp ghép vào không ạ? Về mặt thị giác thì rõ ràng như thế này là đã đủ để cho người ta cho rằng cái vòng bên dưới là vòng lên trên rồi, đúng không? Thì đây là cách thứ nhất, đó là cách thêm một đối tượng vào che đi một cái phần giao nhau giữa hai đối tượng là bên dưới và tô màu giống đối tượng bên dưới để lừa mắt. Đấy. Nhưng cái này thì nó tự dưng nó xuất hiện thêm một đối tượng đó, và xuất hiện thêm một đối tượng này thì nó sẽ che được. Nhưng bây giờ tôi muốn làm đơn giản hơn, tôi muốn là hai cái vòng thì vẫn chỉ là hai thôi, thì tôi giải quyết bằng cách là cách thứ hai là tôi dùng chính cái vòng nửa này tôi lại cắt tiếp cho cái vòng xanh. Thì lúc này chúng ta chỉ còn hai vòng thôi, một vòng xanh và một vòng đỏ, trong đó một vòng bị cắt ra và cắt ra bằng đúng cái đối tượng mà chúng ta vừa mới dùng để chúng ta đè lắp lên trên đó, thì cái đó nó sẽ trở thành giao cắt luôn. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn lại hai vòng thôi, và trong đó vòng phía trên bị cắt thủng ra ở đúng cái điểm giao nhau mà chúng ta cần để cho cái vòng ở dưới trông có vẻ như là nó vòng lên trên. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là về mặt bản chất, thế đây tôi nhắc ra một chút thì các bạn thấy rằng một thằng thực ra là vẫn luôn nằm trên thằng kia, nhưng có một cái đoạn do nó cắt ra cho nên chúng ta lại nhìn thấy cái vòng dưới và chúng ta gây một cái ảo giác là cái vòng dưới nó vòng lên ở đấy. Thế thì như thế là chúng ta đã demo xong được cả ba cái phần bài, đúng không? Riêng phần text thì tôi để các bạn sẽ tự mình xử lý. Đấy, thì như vậy là
chúng ta đã có được ba cái bài làm hoàn thiện. Tất nhiên là còn một vài phương pháp khác nữa. Tuy nhiên để làm được cái đó thì chúng ta phải làm quen thêm một số công cụ hoặc một số lệnh. Thế còn với cái lượng kiến thức mà chúng ta trao đổi 2 hôm vừa rồi, tức là nó mới dừng ở cái bước những cái bước mà cơ bản nhất, thì chúng ta mới chỉ làm được những cái cách như thế này thôi. Đấy. Thế bây giờ các bạn có thể là thực hành thử lại một chút xem là có còn thắc mắc gì không.